Đối phó với tình huống trộm vào nhà không hề dễ đối với hầu hết mọi người. Điều này không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cần đến sự hiểu biết nhất định về pháp luật thì mới có thể đảm bảo an toàn về người và tài sản cho chủ nhà, tránh vượt quá giới hạn phòng vệ dẫn tới truy cứu trách nhiệm hình sự. Tâm lý chung của kẻ trộm khi bị phát hiện là chống trả, tìm đủ mọi cách để tẩu thoát, thậm chí sẵn sàng thực hiện hành vi nguy hiểm hơn để đạt được mục đích và đào thoát. Theo quy định hiện hành, trong trường hợp phát hiện tội phạm quả tang bất kỳ, người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đó đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Chính vì vậy, khi phát hiện trộm vào nhà, bạn có quyền bắt giữ và hô hoán hàng xóm bắt giữ giúp là việc được pháp luật cho phép. Trường hợp kẻ trộm có vũ khí thì ngoài quyền bắt, bạn có quyền tước vũ khí, hung khí của người đó. Tuy nhiên, khi bắt giữ kẻ trộm, bạn cần lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất, chỉ được phép truy đuổi và bắt tên trộm chứ không được phép đánh đập. Pháp luật trao quyền cho công dân được bắt giữ tội phạm, người dân có quyền sử dụng vũ lực để thực hiện quyền đó, nhưng chỉ được dùng vũ lực nhằm mục đích duy nhất là để khống chế và bắt giữ tên tội phạm. Nếu tên trộm có sử dụng hung khí thì có thể dùng vũ lực tước bỏ hung khí của tên trộm. Theo Bộ luật Hình sự, cá nhân thực hiện phòng vệ chính đáng, tức chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức, loại trừ trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tức chống trả rõ ràng quá mức cần thiết thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Vì vậy, khi tên trộm đã bị khống chế thì mọi hành vi đánh đập tên trộm là vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ thương tổn của tên trộm mà người thực hiện hành vi đánh đập có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích. Thậm chí, nếu làm tên trộm tử vong, bạn có thể phải đối mặt với tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Sau khi bắt được tên trộm, người dân cần giải ngay đến cơ quan công an hoặc ủy ban nhân dân hoặc viện kiểm sát gần nhất. Nếu không có điều kiện để áp giải thì phải thông báo ngay cho cơ quan trên để có biện pháp xử lý. Tuyệt đối không được giam giữ tên trộm tại nhà dưới bất kỳ hình thức nào, bởi hành vi này có thể cấu thành nên tội bắt giữ người trái pháp luật với mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù. Để tránh phải đối mặt với tình huống trộm đột nhập vào nhà, bạn có thể áp dụng một số phương thức chống trộm từ sớm như gia cố các cửa ra vào thật chắc chắn, dùng ổ khóa chống cắt, chống chìa khóa vạn năng, lắp camera quan sát và chuông cảnh báo, nuôi chó giữ nhà, v.v. Người dân tuyệt đối không nên sử dụng các phương thức chống trộm nguy hiểm như quay hàng rào điện hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ để chống trộm như dùi cui, xịt hơi cay, súng bắn điện. Theo quy định hiện hành, việc sử dụng hàng rào điện để chống trộm phải được nhà nước cho phép và được thiết kế đảm bảo an toàn. Trường hợp sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật, chủ nhà có thể bị phạt hành chính từ 60 đến 70 triệu đồng. Thậm chí, nếu sử dụng hàng rào điện để chống trộm gây chết người, chủ nhà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Trong khi đó, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ để chống trộm cũng cần phải được cấp giấy phép. Cá nhân tự ý mua dùi cui, bình xịt hơi cay về để phòng bị rồi sử dụng chúng để chống trộm có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu gây thương tích cho kẻ trộm, chủ nhà còn có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Có thể thấy, việc bắt trộm hay chống trộm đúng luật tưởng chừng đơn giản mà lại không dễ chút nào. Mọi người nên lưu lại những thông tin trên để phòng chống trộm an toàn và vẫn hợp pháp. Nếu thấy nội dung video hữu ích với bạn, đừng quên ủng hộ Luật Việt Nam bằng cách ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé.